Xin chào các bạn học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú. Tôi là thầy Kha sẽ phụ trách hướng dẫn cho các em bài học của ngày hôm nay. Chúc các em có một buổi học thật tốt. Trước khi đi vào bài học thì thầy muốn chia sẻ một chút với các em. Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì không còn cách nào khác cho chúng ta ngoài việc dạy và học online. Dẫu biết là rất khó khăn, nhưng thầy tin là các em sẽ cùng các thầy cô và nhà trường cố gắng để có được những tiết học thật hiệu quả trước khi chúng ta được trở lại trường. Trong quá trình học, nếu phần nào các em chưa hiểu hoặc chưa viết kịp, chúng ta có thể bấm tua lại hoặc dừng video để xem lại. Ở bài trước thì chúng ta đã được tìm hiểu như thế nào là tập hợp rồi. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài 2 tập hợp các số tự nhiên. Bài này thì gồm hai tiết. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiết 1. Đầu tiên, chúng ta có bảng dân số của một số tỉnh thành phố nước ta năm 2019. Cột bên trái lần lượt là 5 tỉnh thành phố. Cột bên phải là dân số tương ứng của các tỉnh thành này. Đầu tiên là Cà Mau với dân số 1.194.300 người. Gia Lai với dân số 1.520.200 người. Hà Nội với dân số 8.093.900 người. Nghệ An với dân số 3.337.200 người. Thành phố Hồ Chí Minh với dân số 9.038.600 người. Chúng ta có câu hỏi khởi động. Hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có dân số nhiều nhất? Các em quan sát bảng trên và suy nghĩ trả lời cho câu hỏi này. À, chúng ta có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời là thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thành phố có dân số nhiều nhất. Bởi vì với dân số hơn 9 triệu người thì rõ ràng nó sẽ lớn hơn các tỉnh, thành phố phía trên. 9 triệu thì lớn hơn 3 triệu, lớn hơn 8 triệu, lớn hơn 1 triệu. Rồi chúng ta đi tiếp. Một lớn tập hợp các số tự nhiên. Một nhỏ tập hợp N và tập hợp N sau. Chúng ta có phần kiến thức trọng tâm. Các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N, tức là N sẽ bằng tập hợp các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Và còn nữa ha, tập hợp này là có vô số phần tử. Tập hợp các số tự nhiên khác không được ký hiệu là n sao, tức n sao bằng tập hợp các số 1, 2, 3, 4, vân vân. Còn nữa, tập hợp này cũng có vô số phần tử. Điểm khác nhau giữa tập hợp n và tập hợp n sao đó chính là tập hợp n thì có số 0 và tập hợp n sao thì không có số 0. Các em lưu ý điểm này. Các em ghi phần kiến thức trọng tâm này vào vở. Các em có thể bấm dừng video lại để ghi cho kịp. Rồi chúng ta tiếp tục. Ví dụ 1, trường hợp nào sau đây chỉ tập hợp các số tự nhiên? Câu A, tập hợp các số 1, 2, 3, 4, vân vân. Câu B,
tập hợp các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Câu C, tập hợp các số 0, 1, 2, 3, 4. Câu D, tập hợp các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các em suy nghĩ trả lời cho câu hỏi này. Ở phần trên thì chúng ta đã biết được tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N và nó gồm các số tập hợp các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Vậy thì chúng ta dễ dàng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này, đó chính là đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Tập hợp các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân sẽ là tập hợp các số tự nhiên. Chúng ta đi tiếp. Luyện tập 1. Phát biểu nào sau đây đúng? Câu A, nếu x thuộc n thì x thuộc n sao? Câu B, nếu x thuộc n sao thì x thuộc n. Em suy nghĩ trả lời cho câu hỏi này. Rồi chúng ta cùng trả lời. Câu A, nếu x thuộc n thì x thuộc n sao? Câu này là sai. Vậy thì vì sao sai? Chúng ta để ý tập hợp n và tập hợp n sao, điểm khác nhau giữa chúng là n thì có số 0 và n sao thì không có số 0. Vậy thì ở câu A, nếu như tồn tại số 0 thuộc n thì cái số 0 đó nó sẽ không thuộc n sao. Vậy thì câu A này là sai. Tiếp đến câu B, nếu x thuộc n sao thì x thuộc n. Câu này là đúng. Bởi vì mọi phần tử thuộc tập hợp n sao thì nó đều thuộc tập hợp n hết, nên là câu B là đúng. Rồi chúng ta tiếp tục. Hai nhỏ, cách đọc và viết số tự nhiên. Hoạt động 1, câu A, đọc số sao? Người ta cho số một cái con số và chúng ta sẽ đọc số này. B, viết số sao? 34.659. Rồi chúng ta cùng làm hoạt động 1. Rồi. Câu A, số đã cho sẽ được đọc là 12.123.452. Câu B, số đã cho sẽ được viết là 34.659. Chúng ta đi tiếp. Ở tiểu học thì ta đã biết 1.000.000.000 bằng 1 tỷ. Ngoài ra hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ hợp thành lớp tỷ. Rồi ở đây chúng ta có một cái lưu ý. Khi viết các số tự nhiên có 4 chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng từng nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc. Chúng ta tiếp tục. Ví dụ 2. Câu A, đọc số sao? Rồi chúng ta sẽ đọc cái số này. Câu B, viết số sao? 120.306.400.017.
Rồi chúng ta cùng xem đáp án. Câu A, số đã cho sẽ được đọc là 541 tỷ 917 triệu 836 nghìn 125. Câu B, số đã cho sẽ được viết là 120 tỷ 306 triệu 400 nghìn 017. Đây. Rồi, cho em xem lại ví dụ. Rồi, chúng ta tiếp tục. Luyện tập 2, đọc các số sau. Ở đây có hai con số, chúng ta sẽ đọc hai số này. Rồi, chúng ta cùng trả lời. Số đầu tiên sẽ được đọc là 71 triệu 219 nghìn 367. Số thứ hai sẽ được đọc là 1 tỷ 153 triệu 692 nghìn 305. Rồi chúng ta đi tiếp. Luyện tập 3. Viết số sau. 3 tỷ 259 triệu 633.217. Chúng ta sẽ cùng viết số này. Rồi chúng ta cùng xem câu trả lời. Số đã cho sẽ được viết là 3 tỷ 259 triệu 633.217. Rồi chúng ta đi tiếp. Hai. Hai lớn biểu diễn số tự nhiên. Một nhỏ biểu diễn số tự nhiên trên tia số. Ở đây chúng ta có phần kiến thức trọng tâm. Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số. Ở đây thầy đã có một cái tia số biểu diễn từ số 0 tới số 10. Và lưu ý là cái tia số này nó còn nữa ha. Còn cái số lớn hơn nữa. Nó dài ra nữa. Và các khoảng cách giữa các số trên tia số này á thì nó phải bằng nhau. Thì ở trên tập chúng ta có cái ô tập á, thì nếu chúng ta muốn biểu diễn từ số 0 đến số 10 á thì chúng ta chia là mỗi số sẽ ứng với một ô tập. Thì 10 số thì sẽ ứng với 10 ô tập. Ví dụ điểm 6 trên cái tia số này sẽ nằm ở vị trí này. Điểm 10 thì sẽ tương ứng với vị trí ở đây. Chúng ta tiếp tục. Hai, cấu tạo thập phân của số tự nhiên. Hoạt động 2 cho các số 966, 953. Câu A, xác định chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của mỗi số trên. Câu B, viết số 953 thành tổng theo mẫu.
966 thì sẽ bằng 900 cộng 60 cộng 6 và bằng 9 nhân 100 cộng 6 nhân 10 và cộng 6. Rồi các em làm hoạt động 2 này. Rồi chúng ta cùng sửa. Câu A. Số 966 có chữ số hàng trăm là 9, chữ số hàng chục là 6 và chữ số hàng đơn vị là 6. Số 953 thì có chữ số hàng trăm là 9, chữ số hàng chục là 5 và chữ số hàng đơn vị là 3. Rồi câu B. Số 953 thì bằng 900 cộng 50 cộng 3 và bằng 9 nhân 100 cộng 5 nhân 10 cộng 3. Rồi chúng ta đi tiếp. Ở đây chúng ta có phần kiến thức trọng tâm. Số tự nhiên được viết trong hệ thập phân bởi 1, 2 hay nhiều chữ số. Các chữ số được dùng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi một số gồm hai chữ số trở lên thì chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải khác không? Trong cách viết một số tự nhiên có nhiều chữ số, mỗi chữ số ở những vị trí khác nhau, có giá trị khác nhau. Rồi, các em nhớ viết cái phần kiến thức động tâm này vô nha. Không kịp thì chúng ta sẽ bấm dừng video lại. Viết xong rồi chúng ta xem tiếp. Rồi chúng ta tiếp tục. Ở đây có cái lưu ý. Ký hiệu AB mà có dấu gạch ngang trên đầu với A khác không thì chỉ số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng chục là A và chữ số hàng đơn vị là B. Ở đây vì sao A phải khác không? Bởi vì nếu A mà bằng 0 á, thì cái số này sẽ trở thành số tự nhiên chỉ còn là một chữ số thôi. Rồi ký hiệu A, B, C gạch ngang trên đầu là chỉ số tự nhiên có 3 chữ số. Chữ số hàng trăm là A, chữ số hàng chục là B và chữ số hàng đơn vị là C. Ở đây A cũng phải khác không vì nếu A bằng 0 thì số này cũng trở thành số có hai chữ số thôi. Rồi chúng ta đi tiếp. Ví dụ 3. Viết mỗi số 55, 575 AB, đây là số tự nhiên có hai chữ số và số tự nhiên có ba chữ số với A khác không thành tổng theo mẫu 222 sẽ bằng 200 cộng 20 cộng 2 bằng 2 nhân 100 cộng 2 nhân 10 cộng 2. Rồi các em quan sát bài mẫu và viết mỗi số ở trên theo mẫu này. Rồi chúng ta cùng giải. Số 55 thì sẽ bằng 50 cộng 5 bằng 5 nhân 10 cộng 5. Tiếp theo số 575 thì sẽ bằng 500 cộng 70 cộng 5 và bằng 5 nhân 100 cộng 7 nhân 10 cộng 5. Rồi số tự nhiên AB, số tự nhiên có 2 chữ số sẽ bằng A nhân 10 cộng B.
Rồi số tự nhiên có 3 chữ số ABC thì sẽ bằng A nhân 100 cộng B nhân 10 cộng C. Rồi chúng ta tiếp tục luyện tập 4, viết mỗi số thành tổng theo mẫu ở ví dụ 3. Rồi ở đây người ta cho ba con số này với a khác không, chúng ta sẽ viết ba số này theo mẫu ở ví dụ 3. Chúng ta xem lại ví dụ 3 và làm cái luyện tập 4 này. Rồi chúng ta cùng sửa luyện tập 4. Rồi đầu tiên AB 0 thì sẽ bằng A nhân 100 cộng B nhân 10 và cộng 0. Thì chữ số 0 ở hàng đơn vị này á thì chúng ta ở đằng sau này là 0 cộng 0 nên là chúng ta không viết cũng được. Rồi tiếp đến A0C thì sẽ bằng A chữ số hàng trăm thì sẽ bằng A nhân 100. Ở chữ số hàng chục là 0, tức là bằng 0 nhân 10 là bằng 0. Nên là chúng ta không không cần viết cũng được. Cuối cùng C ở hàng đơn vị thì chúng ta cộng thêm C vào. A001 thì sẽ bằng A chữ ở chữ số hàng nghìn thì sẽ bằng A nhân 1.000. Chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục chúng ta bằng 0. Thì chúng ta không cần viết vào cũng được. Bởi vì 0 nhân 100 thì cũng bằng 0 và 0 nhân 10 cũng bằng 0. Cuối cùng 1 ở chữ số hàng đơn vị thì chúng ta cộng 1 vào. Rồi chúng ta đi tiếp. Ba nhỏ số La Mã. Hoạt động 3, quan sát đồng hồ ở hình bên. Câu A, đọc các số ghi trên mặt đồng hồ. Câu B, cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Rồi các em quan sát đồng hồ ở phía bên phải này và trả lời câu A và câu B. Bạn nào mà có sử dụng đồng hồ hoặc là nhìn đồng hồ quen thì rồi thì chúng ta có thể dễ dàng đoán được các ký hiệu trên cái đồng hồ này thì ở đây thì sẽ tương ứng với là số 1. Tiếp đến là số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. À, chúng ta có thể đoán được ha. Rồi thì để trả lời câu A. Các số ghi trên mặt đồng hồ sẽ là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Rồi câu B. Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ? Ở đây chúng ta quan sát kim giờ thì chỉ ở vị trí là số 7. Kim phút thì chỉ ở vị trí là số 12. Thì đồng hồ sẽ chỉ 7 giờ. 7 giờ đúng. Rồi chúng ta tiếp tục. Cách ghi số La Mã. Rồi ở đây là các số tự nhiên từ 1 đến 10 được ghi bằng số La Mã tương ứng trong cái bảng này. Số 1 thì tương ứng với là chữ Y. 2 là 2Y. 3 là 3Y. Đến 4 thì lại khác. Chúng ta quan sát là số 5 nè. Số 5 là người ta ký hiệu là chữ V. Thì 4 thì sẽ bằng IV, có chữ Y dần trước chữ V, tức là 5 trừ 1
Tầng 4. À. Rồi tiếp đến là số 6. Số 6 thì là cũng là chữ V rồi chữ Y. Tức là V là 5 rồi. Đằng sau là có chữ Y nữa là 5 cộng 1 bằng 6. Rồi số 7 tương tự là V 2Y, 5 cộng 2 bằng 7. Và số 8 là V 3Y. Đến số 9 thì nó lại khác. Chúng ta quan sát là số 10 nè. Số 10 là người ta ký hiệu là X. Thì số 9 người ta sẽ ký hiệu là YX, tức là 10 trừ 1 bằng 9. Rồi cái số lớn hơn thì như thế nào? Nếu thêm vào bên trái mỗi số ở dòng 1, một chữ số ít thì ta được các số La Mã từ 11 đến 20. Đây. Ví dụ như số 1 thì chúng ta thêm ít vào bên trái cái số 1 thì là 10 cộng 1 là chúng ta được 11. Tương tự như vậy, ít 2y là 12, ít 3y là 13. Tương tự như vậy cho đến 2x sẽ là 20. Rồi. Nếu thêm vào bên trái mỗi số ở dòng 1, 2 chữ số x, ta được các số La Mã từ nếu thêm vào bên trái mỗi số ở dòng 1, 2 chữ số ít, ta được các số La Mã từ 21 đến 30. Ở đây, 1 mà chúng ta thêm 2 chữ số ít vào bên trái, tức là 20 cộng 1 là 21. Tương tự như vậy, 2X, 2Y sẽ là 22. Cho đến, ở đây là, ba x sẽ là 30. Rồi các em quan sát lại cách ghi số La Mã. Rồi chúng ta tiếp tục. Ví dụ 4. Câu A. Đọc các số La Mã sau thành. Đọc các số La Mã sau. Người ta cho hai số La Mã, chúng ta đọc hai số La Mã này. Câu B, viết các số sau bằng số La Mã 13 và 21. Rồi. Thì câu trả lời. Đầu tiên, cái số La Mã đầu tiên người ta cho thì sẽ được đọc là ở đây là 10, rồi thêm YV là 4 nữa là 14. Rồi tiếp theo XYX sẽ đọc là X là 10, YX là 9 thì là 19. Rồi câu B, viết các số sau bằng số La Mã. Rồi đầu tiên 13 thì được viết là 10 là X, rồi 3 là 3Y, là x 3y sẽ là 13. Rồi từ 21 sẽ được viết là 20 là xx. 1 nữa là 21. Vậy thì xxy sẽ là 21. Rồi chúng ta đi tiếp. Luyện tập 5. Đọc các số La Mã sau. X. Ở đây lần lượt người ta cho 5 cái số La Mã này. Chúng ta sẽ đọc cái số người ta cho. Câu B, viết các số sau bằng số La Mã. Rồi người ta cho số 12, 15, 17, 24, 25, 29. Rồi chúng ta sẽ viết lại cái số này thành số La Mã.
Rồi chúng ta cùng sửa luyện tập 5. Câu A, số La Mã đầu tiên XVI là 16. Số thứ hai XV3Y là 18. Số thứ ba XX2Y là 22. Số thứ tư 2XVY là 26. Số thứ năm XXV3Y là 28. Rồi câu B. Rồi viết số La Mã 12. 12 thì số La Mã sẽ là X2Y. 15 là XV. 17 là XV2Y. 24 là XXIV. 25 là XXV. 29 là XXIX. Rồi các em xem lại luyện tập 5 này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành tiết học ngày hôm nay. Rồi các em cần xem lại cái kiến thức trong bài, làm các bài tập 1, 2 sách giáo khoa và xem trước phần 3 La Mã số, so sánh các số tự nhiên để tiết sau chúng ta học tiếp. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Chúc các em có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các em.